Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Sáng nay có gió sớm các bạn ơi. Chuẩn bị lên dân một con nha. Đảo. Hộp leo, hộp leo. Không sao, không sao. Con này là của mình, mới thử lèo. Gió trời cũng hơi yếu. Giải độc lạ nha. Đây, sóng biển đây. Tốt giờ kêu tiêu luôn á. Đang nắng chói chang à. Quá nắng à. Rồi luôn, hết cuộn luôn. Hết cuộn luôn.
con thứ năm. Năm em chắc lên được, năm em quá ngon. Cứng lắm, cứng lắm, cái gì nói vào cũng dữ rồi, cái gì vậy gió. Gió yếu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha, em nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé nha. Mày bay phà.